Như này nha các bạn ơi. Được không? Điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Vũ điệu. Dạ. Con đi vào đây mà. Điều gì sẽ xảy ra? Thích nhau rồi. Con mới cho ăn mà. Thích rồi. Thích rồi. Thích rồi. Thử xem nó như nào. Kêu cái gì đấy rồi. Có cắn nhau không? Dọc một người nó khó quay nha các bạn. Thịt rồi, kết rồi. Mình sẽ để trong đây cho các bạn xem.